Chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy là người tiêu dùng thông minh là một chương trình sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin thị trường bổ ích và qua đó sẽ giúp cho chúng ta có cách mua sắm an toàn, tiện lợi và tiết kiệm. Để mở đầu cho chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Điểm tin tiêu dùng. Đối với chuyên mục điểm tin tiêu dùng ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin khuyến mãi đang được áp dụng từ hệ thống Bách Hóa Xanh với các sản phẩm sau đây. Đối với gian hàng thực phẩm tươi sống, trong đó đậu có hồ giá cũ 54.500 đồng, giá mới chỉ còn 44.500 đồng 1 kg. Cá thác lát nạo 100g, giá cũ 20.000 đồng, giá mới chỉ còn 18.000 đồng một gói. Bò viên tươi loại 200g, giá cũ 31.500 đồng, giá mới chỉ còn 27.000 đồng một gói. Cá thác lát rút xương muối sả ớt loại 250g, giá cũ 59.500 đồng, giá mới chỉ còn 53.500 đồng. Chân gà giá cũ 59.000 đồng, giá mới chỉ còn 54.000 đồng 1 kg. Xương gà giá cũ 23.000 đồng, giá mới chỉ còn 21.000 đồng 1 kg. Cá lóc sống có giá bán 65.500 đồng 1 kg. Nạm bò có giá bán 165.000 đồng 1 kg. Mặt hàng rau củ quả cũng đang được khuyến mãi với các sản phẩm sau đây. Đu đủ vàng giá cũ 19.000 đồng, giá mới chỉ còn 16.000 đồng 1 kg. Ổi Đài Loan giá cũ 15.000 đồng, giá mới chỉ còn 12.500 đồng 1 kg. Bí đỡ tròn giá cũ 13.700 đồng, giá mới chỉ còn 10.300 đồng, giảm đến 25%. Đối với một số mặt hàng nước giải khác, trong đó nước ngọt 390ml đồng giá cũ 7.000 đồng, giá mới chỉ còn 5.500 đồng 1 chai. Nước suối loại 355ml, giá cũ 4.000 đồng, giá mới chỉ còn 3.000 đồng 1 chai. Trà matcha sữa, gạo rang, 10 gói loại 17g, giá cũ 40.000 đồng một hộp, giá mới chỉ còn 33.000 đồng một hộp. Cà phê sữa 40 gói loại 20g, giá cũ 82.500 đồng, giá mới chỉ còn 76.000 đồng một gói. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Sự lựa chọn thông minh. Thưa quý vị khán giả, cuộc sống ở những đô thị lớn trên khắp thế giới thì thường phải đối diện với ô nhiễm, khói bụi và cả khí thải nữa, thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng không phải là ngoại lệ. Bên cạnh đó, những vấn đề như là về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn khiến cho người tiêu dùng quan tâm làm sao để có thể thanh lọc được cơ thể, giúp cho cơ thể được khỏe khoắn và tăng sức đề kháng. Và hiện nay thì cụm từ detox hay còn được gọi là thanh lọc cơ thể đã được nhiều người nhắc đến bởi vì phương pháp này vừa giúp giảm cân lại vừa ngăn béo phì rất là hiệu quả. Tuy nhiên, detox có thực hiện hiệu quả đối với tất cả mọi người và trên mọi cơ thể hay không? Thì trong chương trình hôm nay, Công Nguyễn mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, hiện đang công tác tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh để cùng tìm hiểu về vấn đề này quý vị nha. Công Nguyễn, mến chào bác sĩ. Mến chào Cao Nguyễn. Mến chào quý vị khán giả của chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh. Thưa bác sĩ, hiện nay thì chúng ta hay nghe nhắc đến cụm từ detox hay là thanh lọc cơ thể. Vậy thì để giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về phương pháp này, bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về detox được hiểu là như thế nào ạ? Detox là gì? Tức là một cái chữ nó viết tắt từ tiếng Anh, tức là giải độc tố, detoxification, chế độ ăn hay uống gì đó để cho thanh lọc cơ thể. Thì detox là một cái cách là giống như để trở về gần với thiên nhiên hơn. Tuy nhiên, đứng về phương diện khoa học thì đầu tiên là chưa có một những cái nghiên cứu lớn trên thế giới để mà con chấp nhận cái phương pháp detox này là một cái trị liệu chính thống trong y học. Cái này có thể xem như là một biện pháp gọi là một cái cách là hỗ trợ thôi, chúng ta không nên thần thánh hóa nó. Thì về mặt y học, cơ thể chúng ta là một cái là cỗ máy detox hoàn chỉnh. Bản thân gan của chúng ta là một nhà máy detox tự nhiên này. Cái thứ hai là trái thận của chúng ta. Cái thứ ba mà cái mà chúng ta ghét, mồ hôi tiết ra, các Nguyễn đâu thích ra mồ hôi. Đó là detox. Chúng ta hít thở mỗi ngày đều đặn, đó là detox theo đường hô hấp. Không có một cái thuốc nào có thể detox được chính thống mà có thể detox để cho là hiệu quả thực sự. Chỉ có điều những cái loại nước uống, những cái cách gọi là cái nước này nước kia để gọi là detox thì nó sẽ bổ sung cho ta thứ nhất vitamin, khoáng chất tương đối tinh chất. Bởi vì một đặc điểm những cái loại vitamin, nhất là vitamin C hay vitamin nhóm B, là những cái vitamin tan trong nước,
Thông thường các công thức detox là những cái loại rau củ quả bỏ vô nước bình thường là thì nó cái vitamin nó tan ra, nó ít bị hủy, nó cung cấp vitamin và khoáng chất tương đối tốt nhất cho chúng ta. Khi chúng ta detox là chúng ta chủ động ăn ít lại. Detox chúng ta nên những cái loại nước gì đó chúng ta tự pha chế hay là đâu đó, chúng ta chỉ coi nó là một cái loại nước giải khát, có tác dụng tốt hơn, giúp cho cơ thể chúng ta nhẹ nhàng hơn, và quan trọng là nó cung cấp khá nhiều nước để cho là mọi cái phản ứng trong cơ thể chúng ta nó dễ xảy ra hơn. Thưa bác sĩ, đúng là cơ thể chúng ta là một cái hệ thống detox rất là hiệu quả. Thế nhưng Cao Nguyễn thấy có nhiều người cũng hay dùng uống những cái loại nước để detox. Vậy thì không biết có những cái loại thực phẩm nào để thực hiện cái quá trình detox như vậy? Chúng ta có thể làm những cái loại nước tự chúng ta làm. Nước bình thường. Chúng ta sẽ cắt những loại trái cây. Ví dụ chúng ta có thể làm nước gọi là dưa hấu. Dưa hấu phải ép nha. Đặc điểm của nước để làm detox, tức là nước ngâm những cái lát cắt những cái loại trái cây khoảng 20 phút sau là chúng ta uống cái nước đó được. Cái thứ hai là nước gọi là mía thơm. Cái thứ ba có một cái loại nữa là chanh, dâu tây, rồi bạc hà, đó, rồi dưa leo, hoặc là một cái biến thể khác nữa là cam, bạc hà và dưa leo. Lấy những loại rau và trái cây nó có nhiều cái chất chống oxy hóa, tức là nhiều vitamin C và rất là nhiều vitamin tan trong nước, để chỉ nó kích thích cái quá trình gọi là phản ứng oxy hóa khử, để chi giúp cơ thể có thêm gọi là có thêm nhiên liệu để mà khử những cái gốc tự do. Mỗi ngày á, chúng ta hoạt động như vậy á, là cơ thể là hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn phản ứng hóa học đang cháy bỏng trong cơ thể chúng ta. Mà phản ứng hóa học là tạo ra chất này, chất kia. Tôi gọi là gốc tự do. Những gốc đó không có tác dụng gì hết. Nhưng mà nó tàn phá cơ thể. Nó làm cho chúng ta lão hóa. Nó làm chúng ta mau già đi. Hoặc là rất là nhiều loại. Những cái rất là đơn giản. Mỗi ngày chúng ta ăn sữa chua đấy, sữa chua nguyên chất chúng ta làm đấy, hay là chúng ta tự muối, dưa, hành chúng ta ăn đấy, đương nhiên phải sạch, là cũng giúp detox qua đường ruột. Bởi vì chúng ta cung cấp những cái lợi khuẩn là những cái người bạn của chúng ta vào trong hệ tiêu hóa, nó giúp tăng cường miễn dịch hệ tiêu hóa, giúp thải bớt những vi khuẩn độc hại, những cái chất độc trong cái đường tiêu hóa. Một cái nữa, chúng ta tập thể dục thể thao hàng ngày 15 phút chạy bộ thôi, hay là bơi lội, là giúp các cơ bắp hoạt động. Mà khi cơ bắp hoạt động nó sẽ đốt cháy năng lượng, đốt cháy mỡ thừa, và nó tổng hợp những năng lượng mới dự trữ trong cơ thể, và chúng ta hô hấp hiệu quả hơn. Bình thường tôi và Cao Nguyễn, tất cả quý vị đây đều hít thở, nhưng luôn luôn trong phổi chúng ta luôn có một cái thể tích cặn. Khi ta thở sâu, về y học chúng ta đã tống hết cái thuật ngữ chuyên môn là thể tích cặn chức năng, tức là thở những cái không khí cặn ở trong phổi chúng ta ra. Đó là những cái là detox rất là tự nhiên. Hay là chúng ta uống nước trà xanh, cà phê nguyên chất không đường cũng là một biện pháp detox tự nhiên, giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Sẽ có một câu hỏi, có người nói thôi tôi pha nước detox sẵn tôi để dành tôi uống nó khỏe. Thế thì phải có thời gian, tức là một cái loại nước mà ta đã bỏ những cái rau củ quả đó rồi vô rồi đó, thì chúng ta có thể để đó, qua đêm hoặc 12 tiếng chúng ta sử dụng được. Nhưng mà nếu để qua đêm quá 12 tiếng, cái nước đó có thể uống được, nhưng mà những cái ví dụ như những cái mà ta bỏ vô đó, đương nhiên ta không ép, ta vớt những cái chai đó ta bỏ không uống nữa, không dùng nữa, chỉ uống cái nước đó thôi. Thưa bác sĩ, Cao Nguyễn cũng được biết có nhiều trường hợp bạn của Cao Nguyễn khi mà dùng phương pháp detox này ngoài giảm cân ra còn trị mụn nữa. Khi mà kết hợp detox với lại nghề á bác sĩ, thì không biết là cái phương pháp detox này vừa giảm cân rồi có giúp trị mụn tốt không ạ? Khi dùng uống nước detox thì chắc chắn sẽ giảm cân, nhưng mà đó không phải là cách giảm cân một cách bền vững. Bởi vì là khi chúng ta uống nước detox thì thứ nhất là chúng ta cung cấp năng lượng ít đi rất đáng kể. Tất cả các loại nước detox mà chúng ta ăn uống kém đi thì nó cung cấp có vài trăm kilocalo một ngày. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ giảm cân. Tuy nhiên detox vẫn có tác dụng phụ. Còn cái vấn đề mà detox để mà trị mụn thì trong y học chính thống chưa thấy đề cập đến.
Vậy thì đối với những quý vị khán giả nào mà có chú ý là muốn detox để thanh lọc cơ thể bằng cách là sẽ uống những cái loại nước hàng ngày như vậy, thì bác sĩ có những cái chia sẻ nào về cái lịch trình làm sao để có thể đạt được cái sự thanh lọc cơ thể đó mà giảm cân? Trong y học chính thống thì không có một cái khuyến cáo rõ ràng về chuyện đó. Tuy nhiên để mà vừa uống nước đạt detox, mình nghĩ theo thanh lọc cơ thể mình mà vẫn bảo đảm về sức khỏe mà có thể giảm cân được, thì chúng ta thường cái quá trình đó chúng ta kéo dài từ 7 tới 10 ngày. Trong vòng 3 ngày đầu thì chúng ta thường á, chúng ta chủ động ăn giảm chất bột đường và chất béo lại. Và thay vì chúng ta uống nước bình thường thì hàng ngày chúng ta pha những loại nước như tôi đã đề cập ở phần trên. 3 tới 4 tới 5 ngày sau thì chúng ta gần như là ăn rất là ít cái chất bột đường và chất béo, ăn một ít đạm thôi, rất ít đạm. Rồi 2 ngày kế tiếp thì chúng ta phải lại ăn trở lại giống như lúc trước mà ăn nhẹ nhàng hơn, bớt chất bột và bắt đầu tăng chất đạm lên lại mà hạn chế chất béo. Không uống nước ép trái cây nhiều nữa và lại uống những cái nước mà ép như tôi nói vừa kể là để detox. Rồi sau đó thì trở về bình thường và có thể 3 tháng sau chúng ta áp dụng một lần. Và chúng ta lưu ý một điều rằng là nếu bạn dưới 25 tuổi không nên áp dụng cái phương pháp detox này. Bởi vì nó hoàn toàn không có lợi cho sự chuyển hóa và phát triển của cơ thể. Ít nhất sau 25 tuổi, chúng ta hãy nghĩ đến. Cái lứa tuổi để detox thích hợp nhất là lứa tuổi trung niên, tức là từ khoảng 30 cho tới khoảng 50 tuổi. Sau 50, 55 tuổi thì cũng không nên detox quá mức. Bởi vì lúc đó cơ thể chúng ta là lão hóa theo quá trình tự nhiên. Chúng ta lại tập thể dục thể thao mà nhẹ nhàng. Đó là cái liều thuốc thần kỳ để detox và để duy trì cái sức khỏe của tuổi già. Công Nguyễn cũng thắc mắc là detox là đương nhiên là giúp thanh lọc cơ thể, giải độc rồi, nhưng mà nếu như mà trường hợp mà không biết cách mà áp dụng sai cách đó bác sĩ, có để lại những cái hệ quả gì không ạ? Chuyện đầu tiên á, làm chúng ta rất là mệt mỏi, nhất là những ngày đầu chúng ta bị thiếu năng lượng, chúng ta không quen, chúng ta làm việc không hiệu quả, chúng ta buồn ngủ hoài. Và cái thứ hai, nếu detox xong đúng mà chúng ta không có đi theo lịch trình như tôi vừa khuyến cáo á, thì cái chuyện đầu tiên chúng ta dễ bị ngộ độc nước. Điểm là chúng ta bớt ăn uống rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta uống để đắp quá nhiều nước, chúng ta hơi bị dư, thì nó dễ ngộ độc nước. Mà ngộ độc nước nó sẽ gây phù não, hoàn toàn không tốt cho sức khỏe cơ thể, làm chúng ta không có minh mẫn, rất là buồn ngủ, và có thể xảy ra những biến chứng về thần kinh. Là nếu đề tóc mà giảm cân á, nếu chúng ta đề tóc không đúng á, thì thiệt sự lúc đầu thì giảm cân, nhưng mà lúc sau nó không giảm cân được. Bởi vì nó không chuyển hóa được, chúng ta thiếu năng lượng và thiếu những cái chất cần thiết để chuyển hóa. Bởi vì nó khi nó thiếu năng lượng, nó sẽ sử dụng tới những cái đạm, đầu tiên là mỡ, sau đó cơ, thì lúc đó cái chuyển hóa nó rất là chậm chạp lại, nó mất đi cái tác dụng giảm cân. Và cái thứ ba, nó có thể gây tác dụng phụ trên đường tiêu hóa, những cái cơn đau bụng, những cái rối loạn tiêu hóa rất là khó chịu. Và để khép lại chương trình thì bác sĩ có những cái lời khuyên nào giúp cho quý vị có thể lưu ý trong quá trình detox để giúp thanh lọc cơ thể, có một cơ thể khỏe khoắn được không ạ? Chúng ta ăn một chế độ ăn cân bằng, đầy đủ chất đạm, chất đường, chất béo, và đừng quên rau xanh và trái cây. Uống đủ nước 2 lít một ngày. Ưu tiên những cái loại rau và trái cây có khả năng là detox cho cơ thể, tự nhiên giúp cơ thể, đó là thí dụ như là chanh, cam, dưa, dâu, xả, bạc hà, thể. Và đừng quên trà xanh và cà phê nguyên chất, cũng là một trong những chất detox. Một phần không kém quan trọng đó là thể dục thể thao. Kính thưa quý vị, detox thanh lọc cơ thể giúp cho chúng ta có thể thải độc một cách hiệu quả, giảm cân. Thế nhưng phải thực hiện đúng cách. Và hy vọng với những lời khuyên của bác sĩ trong chương trình hôm nay đã giúp cho quý vị có thêm những lưu ý về cách thanh lọc cơ thể này quý vị nhé. Cao Nguyễn cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những lời khuyên đến quý vị khán giả của chương trình ạ. Mến chào Cao Nguyễn. Mến chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã cùng quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 16 giờ 15 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.